Welcome to our class. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục giờ học tiếng Anh lớp. Trước khi vào phần bài học, chúng ta cùng nhau chữa bài tập về nhà. Ở giờ học trước, chúng ta học về thì hiện tại tiếp diễn, sử dụng với always để diễn đạt sự phàn nàn. Cô có 3 câu và yêu cầu chúng ta là sử dụng các từ gợi ý trong mỗi một câu để các em viết câu diễn tả sự phàn nàn. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với always. Câu thứ nhất. Number one. Chúng ta có từ gợi ý là my always watch TV. Và câu viết về câu phàn nàn với các từ gợi ý trên đó là my e always watching TV. Number two. Chúng ta có các từ gợi ý they always eat too much sugar. Và câu phàn nàn viết đầy đủ đó là they are always eating too much sugar. Number 3. Các em có từ gợi ý là he always play soccer puck. Câu viết của chúng ta he is always playing soccer in the park. Bài tập này, lớp chúng ta khi lục bài thì các bạn, rất nhiều bạn làm đúng. Tuy nhiên thì có một số bạn khi làm thì chúng ta còn thiếu cái động từ to be trước always. Các em phải nhớ, ghi nhớ là thì hiện tại tiếp diễn có sử dụng thêm always để diễn đạt sự phàn nàn thì chúng ta phải có động từ to be đi kèm với các chủ ngữ đứng ở đầu câu cho phù hợp. Trong bài học hôm nay, chúng ta học bài 11 phần bài đọc. Chúng ta lấy vở và ghi chép đầy đủ bài cho cô. Unit 11, Traveling Around Vietnam. Lesson 3, Reach. Trong phần từ vựng của bài học hôm nay, cô giới thiệu chúng ta một số các từ vựng như sau. Nhìn vào bức ảnh này, chúng ta thấy đây chính là Viện Hải Dương Học, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang. Ocean Lake Institute. Ocean Lake Institute. Đây là một cái bản của người dân tộc. Tribal Village. Tribal Village. Và đây cũng là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng khi các du khách tới Nha Trang. Đó là Zion Buras. Zion Buras. Hình ảnh này chúng ta thấy đấy là hình ảnh của thác nước Waterfall. Waterfall. Và đây là ba cái di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. World Heritage. World Heritage, di sản thế giới. Trước khi vào phần tiếp theo thì chúng ta thử kiểm tra lại các từ vựng mà các em đã học xem chúng ta còn nhớ nghĩa của các từ vựng này không. Chúng ta có các bức tranh được đánh thứ tự từ A đến E. Và chúng ta được cho các từ đánh thứ tự từ 1 cho đến 5. Thì bài tập này chúng ta sẽ làm nhanh thôi. Ví dụ như từ đầu tiên, waterfall, chúng ta sẽ ghép với bức tranh E, đó là thác nước. Không? Từ thứ hai, Ocean Lake Institute, chắc chắn thì chúng ta sẽ ghép với bức tranh B. Đây là Viện Hải Dương Học. World Heritage. Bức tranh D thể hiện đây là một di sản văn hóa thế giới. Tribal Village. Các bản dân tộc. Đó là bức tranh C. Và cuối cùng, Zion Buras. Tượng Phật khổng lồ. Là bức tranh A. Thì đây là một cái phần kiểm tra lại từ vựng của chúng ta. Thì các em về nhà, các em có thể là chúng ta làm lại cái bài tập này vào trong vở của mình để xem là mỗi một từ vựng này sẽ được ghép với bức tranh nào và chúng ta sẽ ghi vào trong vở học của mình. Phần tiếp theo thì các em sẽ sang phần thứ hai, Section 2, Grading. Trong bài đọc hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu về bốn cái địa danh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là bức tranh thứ nhất chính là Nha Trang, Đà Lạt, Sapa và Vịnh Hạ Long. Hôm nay chúng ta sẽ đọc những thông tin
về bốn cái địa danh du lịch nổi tiếng này. Bây giờ chúng ở phần đầu tiên chúng ta được giới thiệu về một cái địa điểm du lịch đó là Nha Trang. Đặc điểm của Nha Trang thì các em thấy là đó là Seaside Resort. Đặc điểm đó là khi mà chúng ta tới Nha Trang, chúng ta sẽ được nghỉ dưỡng trên các bờ biển Seaside Resort. Khi tới thăm Nha Trang, chúng ta sẽ tới thăm các phong cảnh như sau. Shire, đây là các phong cảnh. Ocean Lake Institute, Zion Bluehouse, Upshot Island, Upshot, đây là những cái xa bờ. Khi mà tới Nha Trang thì các em sẽ tới thăm, đó là Viện Hải Dương Học này, rồi là tượng Phật Buha này, tượng Phật khổng lồ, đúng không? Và rồi các đảo xa bờ, chúng ta có thể đi thuyền ra các đảo đó để ngắm cảnh. Accommodation là về chỗ ở. Thì khi mà tới Nha Trang thì các chỗ ở có một đặc điểm như sau. A small selection of hotel. Chúng ta chỉ có ít sự lựa chọn để lựa chọn khách sạn. Ít khách sạn để lựa chọn. Thế còn về các phương tiện đến và đi. Arrive, đến và departure, tức là đi. Các phương tiện thì chúng ta thấy ở đây. Chúng ta có Fly daily to Ho Chi Minh City except Monday. Các em có thể là bắt mua vé máy bay đúng không? Đi máy bay hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang, ngoại trừ ngày thứ hai. Thứ hai chúng ta không có chuyến bay. Hoặc fly to Hà Nội try a week. Hoặc chúng ta có thể đi bằng máy bay từ Hà Nội một tuần thì có hai chuyến. Buses and train to Lower and Southern Destination. Ngoài ra chúng ta còn có các phương tiện đó là chúng ta đi đến những cái điểm du lịch ở phía Bắc rồi phía Nam của Nha Trang bằng xe buýt hoặc là bằng tàu. Đấy là đặc điểm về thành phố du lịch nha. Địa điểm thứ hai chúng ta được giới thiệu trong bài đó là Đà Lạt. Khi nhắc đến Đà Lạt thì các em thấy là chúng ta được biết đến thành phố Đà Lạt đó là thành phố hoa và nó được gọi là Eternal Spring, thành phố của mùa xuân vĩnh cửu. Known as the city of Eternal Spring. Về phong cảnh, khi tới Đà Lạt chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng waterfall là các thác nước, rồi lake, hồ Xuân Hương là các hồ và là cô giáo xin lỗi nhé, lake là hồ và khi mà tới Đà Lạt thì chúng ta có rất nhiều hồ nổi tiếng như hồ Xuân Hương này. Rồi chúng ta có thể đi xem những hồ như là hồ Than Thở, rất nhiều các hồ lớn và nổi tiếng ở Đà Lạt. Railway, đó là ga xe lửa, đường ray xe lửa. Flower Garden, các vườn hoa. Khi nói đến Đà Lạt thì các em thấy là chúng ta sẽ nhắc đến một cái xứ sở mà có rất nhiều những cái loại hoa, thậm chí có những cái loại hoa quý hiếm. Và ở Đà Lạt thì chúng ta có rất nhiều những cái vườn hoa người ta trồng để cho du khách đến thăm chụp ảnh và những cái vườn hoa người ta trồng để xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Về chỗ ở Đà Lạt, accommodation. Many hotel but difficult to find accommodation at busy time. Ở Đà Lạt thì có rất nhiều khách sạn, tuy nhiên thì khi vào những cái thời điểm nhộn nhịp trong một năm, ví dụ như là những cái đợt nghỉ lễ thì chúng ta cũng rất khó tìm chỗ ở khi mà tới Đà Lạt. Arrive, departure. Phương tiện đi và đến ở Đà Lạt. From to and from Ho Chi Minh City 3 times a week. Chúng ta có các chuyến bay tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt 3 lần trong một tuần. Buses and Milis Buses to Nha Trang and Ho Chi Minh City. Ngoài ra thì chúng ta còn đi bằng khi mà tới Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta còn có thể sử dụng những xe bíp này hoặc là những cái xe bíp loại nhỏ khi mà tới Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các phương tiện ở Đà Lạt. Thứ ba chúng ta được giới thiệu ở đây đó là Sapa.
Sapa có đặc điểm đó là mountainous resort, đó là một cái nơi nghỉ dưỡng miền núi. Về phong cảnh, sights, khi mà tới Sapa thì chúng ta có thể tới thăm tribal village, các bản làng dân tộc, và đặc biệt là chúng ta sẽ được tới thăm bản Kakap. Beautiful mountain slope, slope ở đây là dốc, đây chúng ta sẽ có những cái dốc thoai thoải rất là đẹp. Khi mà tới Sapa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Jhank, Jhank Stream, những cái con suối trong các khu rừng. Đấy là những cái phong cảnh mà khi chúng ta tới Sapa các em có thể tới thăm. Về chỗ ở, accommodation, some hotel and guest houses. Chúng ta khi tới Sapa các em có thể ở trong khách sạn hoặc chúng ta có thể ở trong các nhà nghỉ, guest houses. Phương tiện đến và đi khi mà tới Sapa thì chúng ta hầu hết đó là sử dụng hai phương tiện, đó là xe buýt và tàu. Buses daily to Lào Cai Town, trains daily from Lào Cai to Hà Nội. Khi mà tới Sapa thì chúng ta có thể sử dụng phương tiện, ví dụ như là đi bằng xe ô tô này, xe buýt này, hoặc chúng ta có thể đi tàu. Chúng ta có chuyến tàu từ Lào Cai đến Hà Nội, và thông thường thì các du khách ở Hà Nội người ta sẽ tiết kiệm thời gian, đó là đi chuyến tàu đêm vào tối thứ sáu và sáng thứ bảy thì có mặt ở Sapa, và đến tối chiều tối ngày chủ nhật thì họ sẽ đi chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội. Chúng ta được giới thiệu trong bài học hôm nay đó là Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hạ Long Bay is recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Về phong cảnh ở Vịnh Hạ Long thì chúng ta có thể khi tới Vịnh Hạ Long chúng ta có thể tới thăm đó là Magnificent Cape, rồi Beautiful Limestone Island, Quiet Sand Beaches. Ở Vịnh Hạ Long thì chúng ta có những cái hang động mà hang động rất là đẹp và hoàn toàn là do thiên nhiên tạo thành. Rồi chúng ta có các đảo đá vôi rất là đẹp. Ngoài ra thì khi mà tới Vịnh Hạ Long thì chúng ta cũng có những cái bãi tắm rất là yên tĩnh và đẹp. Về chỗ ở, accommodation, khi tới Vịnh Hạ Long thì các em thấy là chúng ta có many hotel and mini hotel in Hạ Long City and various island. Chúng ta có rất nhiều khách sạn và khách sạn nhỏ ở thành phố Hạ Long và ở trên các đảo, ví dụ như là trên đảo Tuần Châu chẳng hạn, khi chúng ta ra đảo hoặc là chúng ta lên những cái hòn đảo nhỏ hơn, chúng ta cũng có rất nhiều các khách sạn ở đó. Number prime guest houses in Hạ Long City. Ngoài khách sạn và các khách sạn loại nhỏ ra thì ở thành phố Hạ Long cũng có rất nhiều những cái nhà nghỉ với những cái giá cả rất là rẻ. Còn khi tới Vịnh Hạ Long thì chúng ta sử dụng các phương tiện như sau: Arrive departure, Bus and train daily to and from Hải Phòng and Hà Nội. Khi mà tới Vịnh Hạ Long thì thông thường từ Hải Phòng hoặc là Hà Nội thì chúng ta sử dụng đó là phương tiện đó là đi xe buýt hoặc là tàu. Chúng ta dựa vào bốn đoạn văn ngắn giới thiệu về bốn địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, chúng ta sẽ làm cho cô bài tập True False Statement. Now task one, True False Statement. The first, we can go by bus to all of four places. Two, in Nha Trang, visitors can visit the Osnlik Institute. Three, there are a lot of flower garden in Hạ Long Bay. Four, we can visit tribal village in Sapa. Five, Đà Lạt is one of the World Heritage Sites. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các câu được cho trong bài tập 1. Câu nào đúng, câu nào sai. Và sau đó chúng ta sẽ sửa lại các thông tin sai ở trong các câu. Bây giờ chúng ta thử xem câu thứ nhất. We can go by bus to all of four places.
Trong bốn địa danh chúng ta được đề cập đến, vậy thì các em thấy là cái phương tiện di chuyển trong bốn cái địa danh đó đều đề cập đến một cái phương tiện đó là bus. Vậy chắc chắn là câu thứ nhất của chúng ta đó là tour. Number two, khi mà tới Nha Trang thì các du khách có thể tới thăm Viện Hải Dương Học. Vậy thông tin này chúng ta thấy là đúng. Và đáp án của chúng ta của câu thứ hai là true. Number 3. There are lots of flower garden in Hạ Long Bay. Khi tới vịnh Hạ Long thì có vườn hoa không nhỉ? Theo như bài đọc thì các em thấy là có rất nhiều các vườn hoa thì không phải là ở vịnh Hạ Long mà đó là ở Đà Lạt. Vậy đáp án của câu thứ ba là false. Và chúng ta sửa lại thông tin sai. Tí nữa chúng ta sẽ sửa lại thông tin sai. Câu thứ tư, number 4, we can visit tribal village in Sapa. Khi tới Sapa thì các em sẽ được tới thăm các bản làng dân tộc và thông tin này là đúng, cho nên chúng ta sẽ viết là true. Câu cuối cùng, last sentence, Đà Lạt is one of the world heritage site. Di sản văn hóa thế giới của chúng ta thì có phải Đà Lạt không? Chắc chắn đó là một thành phố khác của Việt Nam và đáp án của chúng ta đó là false. Vậy trong bài 1 chúng ta có hai câu sai, bây giờ chúng ta sẽ sửa các thông tin sai trong hai câu này. Câu sai thứ nhất đó là câu thứ ba. Và thông tin sai ở câu này đó là Hạ Long Bay và chúng ta sẽ sửa lại cho cô đó là Đà Lạt. Câu đúng của chúng ta sẽ là There are lots of flower garden in Đà Lạt. Câu sai thứ hai là câu thứ năm. Đà Lạt is one of the world heritage site. Thông tin sai của câu này đó là Đà Lạt và các em sẽ sửa lại bằng Hạ Long Bay. Vậy câu đúng của chúng ta sẽ là Hạ Long Bay is one of the world heritage site. Đấy là một bài tập kiểm tra về nội dung của bài đọc với bốn địa danh du lịch của Việt Nam. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo. Task 2. Check the topic mentioned in the brochure about the resort. Chúng ta có các chủ đề ở bên cột bên trái. Và đây là bốn địa danh chúng ta vừa học. Vậy chúng ta hãy xem là với các chủ đề được đề cập đến trong bài thì nó thuộc cái địa danh du lịch nào. Bây giờ chúng ta sẽ đọc qua xem là những cái chủ đề được đề cập đến trong bài tập 2 đó là những chủ đề nào. Cave, hang động, fly to Hà Nội, hotel, local transport là những cái phương tiện địa phương, phương tiện đi lại ở địa phương, mini hotel, mountain slope là những dốc núi, Greenway. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem chủ đề thứ nhất, Cave. Khi chúng ta nói đến bốn địa danh Nha Trang, Đà Lạt, Sapa và Vịnh Hạ Long, thì Cave đó là thuộc Hạ Long Bay. Fly to Hà Nội đó là Nha Trang. Hotel thì có ở Nha Trang, Đà Lạt, Sapa và Hạ Long Bay. Local transport sẽ có ở địa danh du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Sapa, Hạ Long Bay. Mini hotel chúng ta được nhắc đến ở địa danh du lịch Hạ Long Bay. Mountain slope chắc chắn đó là ở Sapa. Greenway, Nha Trang và Sapa, Vịnh Hạ Long. Tiếp đến, restaurant, các nhà hàng. Chúng ta thấy là không đề cập đến trong bài đọc của chúng ta với bốn địa danh trên, nên chúng ta sẽ không đánh dấu vào. Sand beaches là các bãi tắm, các bãi biển, bãi cát. Vậy thì các em thấy là ở trong bài của chúng ta chỉ có đề cập đến một địa danh đó là Vịnh Hạ Long có những bãi cát tắm biển. Và tourist attraction thu hút khách du lịch.
Đây là bốn địa danh rất nổi tiếng của Việt Nam thì chắc chắn cả bốn địa danh này đều thu hút khách du lịch, rất là hấp dẫn đối với các khách du lịch. Try a food, các loại thức ăn. Thì các em thấy là chúng ta không đề cập đến các loại thức ăn. Village, làng. Thì các em thấy là chúng ta có địa danh là Sapa, có đề cập đến là khi mà tới Sapa chúng ta sẽ đi thăm các bản làng dân tộc. Waterfall thì sẽ có ở Đà Lạt. Và cuối cùng World Heritage, đó chính là Hạ Long, Vịnh Hạ Long. Em thấy là trong bốn địa danh thì Vịnh Hạ Long của chúng ta đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bây giờ chúng ta sang một bài tập tiếp theo. Task 3. Where should the pupil go? Đây là những khách du lịch khi tới Việt Nam và chúng ta sẽ đưa ra cái lời khuyên cho họ xem là họ nên đi đâu. Bây giờ chúng ta có câu hỏi thứ nhất cho một du khách tên là Andrew. Chúng ta xem khi mà tới Việt Nam thì cái yêu cầu, cái mong muốn của Andrew như thế nào. Andrew study travel around the world. He like mountain climbing. Bạn Andrew của chúng ta thì nghiên cứu về các dân tộc mà trên khắp thế giới và bạn ấy cũng rất thích là leo núi. Vậy thì chúng ta đưa ra câu hỏi, Where should Andrew go? Andrew lên đi đâu? Và với các địa danh chúng ta được cho ở trong bài như Nha Trang, Đà Lạt, Sapa, Vịnh Hạ Long rồi bến cảng Nhà Rồng thì chúng ta sẽ gợi ý cho bạn ấy đó là bạn ấy lên đi Sapa khi mà bạn ấy muốn nghiên cứu về các dân tộc trên khắp thế giới và bạn ấy lại muốn leo núi nữa thì chúng ta sẽ khuyên bạn ấy tới Sapa. Bạn thứ hai đó là Mary. Bây giờ chúng ta sẽ khuyên Mary lên đi đâu? Where should Mary go? Khi tới Việt Nam thì bạn ấy có mong muốn như sau. Mary loves Việt Nam and she wants to travel by train to see as much of the country as possible. She also wants to visit Oceanic Institute in Vietnam. Mary thì muốn tới thăm Viện Hải Dương Học ở Việt Nam. Thế vậy thì khi mà tới thăm Viện Hải Dương Học này, bà lại muốn là được đi bằng tàu để thăm nhiều nơi trên đất nước của chúng ta, thì chúng ta sẽ khuyên bạn ấy tới Nha Trang. Người thứ ba đó là John. Where should John go? Chúng ta khuyên John là lên đi đâu? John is interested in the history of Vietnam. He wants to visit the village where President Ho Chi Minh left Vietnam in 1911. John thì là một người rất quan tâm, rất là thích lịch sử Việt Nam và anh ấy muốn là tới thăm cái nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Việt Nam đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Và địa điểm mà chúng ta sẽ khuyên John tới đó chính là Nhà Rồng Harbor, bến cảng Nhà Rồng. Đó là cái nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời đi để tìm đường cứu nước vào năm 1911. Người cuối cùng chúng ta người tiếp theo đó là Johnny. Johnny likes swimming and sunbathing. Johnny thì thích bơi này, thích tắm nắng này. She has been to Vietnam twice and she has visited Nha Trang already. Và cô ấy đã tới Việt Nam 2 lần và cô ấy đã vừa mới tới thăm Nha Trang. Vậy chúng ta sẽ khuyên Johnny lên đi đâu khi mà thích bơi và thích tắm nắng. Mà ngoài Nha Trang thì cô ấy đã đi rồi, vậy chúng ta sẽ khuyên cô ấy đi Vịnh Hạ Long để bơi và tắm nắng. Người cuối cùng chúng ta có trong bài hôm nay, chúng ta sẽ khuyên Donna lên đi đâu? Where should Donna go? Donna is a florist. Florist ở đây là cái người bán hoa. She has a flower shop in Los Angeles. She is thinking of importing flower from Vietnam. Import, đó là nhập khẩu. Và khi mà là người bán hoa và cô ấy có một cửa hàng hoa ở Los Angeles và cô ấy đã nghĩ đến cái việc là nhập khẩu hoa từ Việt Nam.
Vậy thì chúng ta khuyên là Donna lên tới đâu? Chắc chắn đó là tới Đà Lạt. Đó là thành phố của các loại hoa. Vậy thì bây giờ cô đã đưa ra một cái bản tóm tắt về những người du khách khi mà tới Việt Nam, và chúng ta đã đưa ra lời khuyên cho họ xem là họ lên đi đâu và cái lý do tại sao họ lại lên tới địa điểm đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bài tập bên dưới. Đây là một cái ví dụ cô viết để gợi ý cho chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta luyện tập nói để hỏi xem là Andrew lên đi đâu khi tới Việt Nam, chúng ta sử dụng câu hỏi Where should Andrew go? Andrew ở đây là dòng chữ màu đỏ, có nghĩa là chúng ta sẽ thay thế bằng các tên của những người còn lại để xem là họ lên đi đâu khi tới Việt Nam. Where should Andrew go? He should go to Sapa. Các em thấy là cái địa điểm mà Andrew mà được chúng ta khuyên đó là tới Sapa, thì chúng ta sẽ viết cái địa danh tương ứng với tên của cái du khách đó. Và lý do tại sao chúng ta lại khuyên anh ấy là tới Sapa thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi why. Trả lời thì các em sẽ đưa ra cái câu ở cột thứ 3, đó là cột về lý do, để chúng ta viết vào để hoàn thiện cái câu trả lời. Because he studied tribal and he likes mountain climbing. Tương tự như thế, ví dụ như là Mary, chúng ta sẽ đưa ra câu hỏi Where should Mary go? Câu trả lời, Mary thì là con gái nên chúng ta không dùng ngôi she nữa, ngôi he nữa mà chúng ta sẽ dùng ngôi she. She should go to Nha Trang. Why? Because she wants to visit an Oceanic Institute in Vietnam. Ok, thì nhà các bạn, chúng ta còn lại 3 du khách là John, Johnny và Donna. Các bạn sẽ chọn lấy một người và sau đó sẽ viết cho cô một cái bài hội thoại tương tự như vậy để chúng ta luyện tập khi mà chúng ta muốn đưa ra cho ai một cái lời khuyên và giải thích lý do tại sao chúng ta lại khuyên họ làm như vậy. Chúng ta nhớ nhé, còn 3 du khách là John, Johnny và Donna thì các em sẽ chọn lấy một người và chúng ta sẽ viết một bài hội thoại tương tự. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây và bài tập về nhà cô giao cho cả lớp để lấy điểm. Chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống trong các câu một từ thích hợp. Fill in the blank to complete the sentences. Chúng ta hãy đọc các câu và chúng ta hãy tìm các từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Mỗi một câu đúng chúng ta sẽ được 2 điểm, có 5 câu nghĩa là chúng ta sẽ được 10 điểm. Và khi viết bài chúng ta sẽ chép đầy đủ bài tập về nhà. Đồng thời là những từ nào chúng ta điền vào trong câu thì các em lấy thước kẻ chúng ta gạch chân từ đó hoặc chúng ta sử dụng bút khác màu để viết để cô nhìn bài cho rõ hơn. Bây giờ chúng ta nghe cô đọc bài tập về nhà của chúng ta. Number 1. Mary should go to because there is there. 2. Donna should go to because there are lot of. 3. Đà Lạt is famous for its many waterfalls and one of which is Xuân Hương Lake. 4. It's a mountainous district of Lao Cai province. And the last one of the main attractions of is the Bay Camp Water. Bài tập này của chúng ta, các em có thể dựa vào bài tập giới thiệu về các du khách khi đến Việt Nam thì muốn đến thăm những cái địa danh nổi tiếng của Việt Nam mà chúng ta vừa mới được giới thiệu ở bài tập trước. Các em có thể dựa vào đó để làm bài tập cho nó chính xác. Sau khi kết thúc bài học thì chúng ta sẽ làm bài tập và lộp luôn cho cô để chúng ta lấy điểm 15 phút. Hôm nay kết thúc ở đây. Cô mong rằng là chúng ta làm đúng, đủ và lộp đúng thời gian cho cô. Thanks for your attention. Goodbye and see you again.